Hello, xin chào các anh em. Hôm nay vì có lý do anh Thái tay nó bị đau tí không làm được, vì thế mình nghe theo lời thầy là làm tí video hướng dẫn cho anh em cách chọn trigger với cách chụp tốc độ cao trên 200 trên máy Canon và cách dùng đèn flash luôn đấy. Tại vì mình vô thấy thì anh Thái có cái đống trigger kinh quá. Mình thì lại cũng không biết, trước khi đấy cũng mua một hai cái cũng không biết sao, giờ thì vào thì thấy có một cái kinh nghiệm thì giờ phải chia sẻ anh em, không có giờ lại bước vào lỗi con đường sai trái như anh em chúng tôi. Thì giờ thì mình hướng dẫn, thứ nhất là ví dụ các bạn mua trigger này. Trigger thì thường thường nhiều anh em, mình thấy nhiều anh em là hay dùng Juno với Godox. Thì hai cái này nó rẻ. Còn ví dụ anh em nào có tiền thì đã chốt mua một cái cây đèn của Canon hay là của Nikon hay Sony đèn chính hãng ấy, thì anh em thường phân vân là sau đó cũng muốn mua một cục trigger để đánh ở xa ấy. Nhưng mà anh em thường thường là phải mua xong ấy, thì muốn mua cái cục trigger đấy thì thường thường nó khá mắc, nó rơi vào tầm khoảng mình dùng Canon thì cái cục trigger của Canon nó rơi vào tầm 400 mấy đô đó, 9 triệu gì đấy, đắt lắm. Thế bây giờ mình vào thì thấy anh Thái dùng có loại Godox này, anh em thấy Godox không? X1 này, cái loại này là có đèn điều khiển các thứ luôn, là xịn. Nhưng anh em nào chưa dùng đèn flash thì nên mua một cái của Godox thôi. Xong rồi cùng trigger này mua mình cái cục phát này xong này, thì các cái đèn của Godox này là các bạn xài được luôn, các bạn xài được luôn đấy. Ví dụ cây của anh Thái là cây 685 này này, thì mua một cái cục phát này thôi, vì là xong. Còn các bạn nào mà đã chốt mua một cây đèn chính hãng rồi ấy, mà giờ muốn đánh rời không dây ấy, thì các bạn mua một cục TX đây, cục này cục phát nhá, và một cục một X1T, xin lỗi các bạn nhé, cục X1 đây này, X1 này đây là một cục phát này, và đây là cục thu. Anh em mua thì gắn cái cục thu này vào cục trigger của cái đèn của Canon, còn cái này thì các bạn lắp lên máy. Còn các bạn nào dùng của Sony và Nikon hoặc Fuji thì trên đây có mã này, các bạn thấy chữ C đây không, chữ C này là ký hiệu Canon, chữ Nikon thì ký hiệu là chữ N, Sony chữ S, Fuji là chữ F hay sao ấy, thì các bạn mua như vậy. Còn các bạn nào mà chưa mua đèn ấy thì chính hãng ấy thì bỏ đi. Mình thấy dùng mua một cái cây đèn bản hãng thứ ba của Godox như thế này mình thấy là dùng được này, mà hắn vừa rẻ, chất lượng thì được ấy. Anh em mua trigger thì trước đấy thì mình có mua cây Juno này đấy, anh Thái này có cây Juno này, thì các bạn mua thì mình cứ nghĩ là nó sẽ đánh được ấy, nhưng mà ví dụ là high speed là nó không đánh được. Ví dụ trên 200 là nó không đánh được này. Thứ hai là nó không hỗ trợ ATTL ấy, giống như các bạn lắp trên máy ấy. Các bạn mua cục trigger 1X1 của Godox đây là các bạn sẽ dùng được này. Các bạn hiểu chưa? Đấy, anh em nào chưa có thì nhớ mua thêm một cục này nha, cục phát. Cục này 700 mấy 800 ấy, cái cục này 800 nữa, hai cục này khoảng tầm 1,5 triệu đấy. Anh em mua về thì làm sẽ đánh được high speed luôn. Đấy, high speed là cái gì thì giờ mình sẽ bảo cho các bạn là đánh trên 200. Ví dụ các bạn đây, các bạn thường thường tốc độ đây là các bạn để khoảng đánh vào được 1000 hoặc là 800 gì đấy. Ví dụ các bạn mà đã chưa đang nắng ấy, các bạn thấy chưa nắng đúng không, đang thừa sáng mà các bạn lắp đèn vào nữa thì phải cần tốc độ nó lên cực kỳ cao. Nhưng mà khi lắp đèn vào thì đây, giống như mình lắp đèn vào như thế này này đấy anh em, đấy các bạn thấy không, khi mình lấy nhét xong rồi thì nó chỉ rơi vào được khoảng chỉ cho các bạn chụp 200 thôi. Khi đấy các bạn bắt buộc phải tăng khẩu, đóng khẩu lại như vậy thì nó phông, nó sẽ không được xóa phông chụp tin lắm. Thế giờ mình bảo các bạn nha, các bạn nào mà muốn đánh tốc độ cao, ví dụ là dùng đèn này mà đánh tốc độ trên 200 thì các bạn vào cài đặt nha, vào cái chỗ cái dòng này này, mình tiếng Anh mình không biết cái gì cả, giờ các bạn tích vào cái dòng này nha, dòng này này các bạn thấy rõ chưa, đây dòng đây, sau đó các bạn vào, sau các bạn chọn flat function khẽ setting này, các bạn vào đây. Đây là cái chế độ đang hiện ATTL đây, thì là các cái chế độ ví dụ M này, ATTL cái này thì các bạn chỉnh trên đèn sao thì trên máy nó sẽ hiện như vậy thôi. Các bạn chọn vào dòng dưới này, dòng dưới đây các bạn hiểu chưa, đây ok. Dòng đấy là dòng này này, xong các bạn nhấn ok. Vào các chọn cái chế độ là cái chữ H đây này. Cái chữ H đây là ký hiệu của high speed. Nếu mà các bạn mua đèn ấy thì thường thường các bạn phải hiểu rõ là trên đèn người ta có ghi là chụp với tốc độ bao nhiêu. Ví dụ
cái đàn mà người ta cho đánh 2 speed là hơn tốc độ của máy các bạn đánh 1/8000 chẳng hạn, thì trên cái đàn nó cũng sẽ cho đánh 1/8000 luôn. Vì thế các bạn chọn đàn xong nhưng mà về chụp thì nó cũng không sẽ không lên được 1/8000, nó chỉ được đến 1/200 là nó sẽ hết thôi. Thì lúc đó các bạn chọn vào máy, xong rồi vào mono, chọn này, xong vào cái dòng này, các bạn chọn xuống dòng này, ok chưa? Xong các bạn tích vào cái chữ hai, cái chữ H đây này. Đấy, cái chữ có chữ H với dấu sét đánh đây này. Đấy, ok là các bạn nhấn ok vào đấy. Xong là xong. Đấy, các bạn thoát ra nhá. Quay lại các bạn, quay lại. Đấy, bây giờ thì các bạn chụp thoải mái. Các bạn chụp một phần, các bạn mở khẩu ra đi, xóa phông. Đấy, rồi các bạn chụp ngừng nắng, nhức mặt hơi tối thì các bạn chỉnh lên. Bây giờ các bạn chụp lên tốc độ 8000 cũng thoải mái luôn. Các bạn chụp cho các bạn xem cái nhá. Cho nó vừa thôi. Đây. Đây này, 1/3000. Đấy, đèn nó vẫn sáng đúng không? Đấy, là nó ok nè. Nhưng mà nếu các bạn mà mình để lại cho các bạn với chế độ cũ nhá. Đây. Mình tắt đi. Mua máy về thường thường là lúc đầu là máy về thường thường là để chế độ này mặc định này, lúc mới mua ấy. Các bạn không biết thì đèn các bạn hiểu rồi, nhưng mà khi bây giờ các bạn chỉnh lên này, nó không cho chỉnh đâu. Mình lăn này, nó không chỉnh được, các bạn chụp này. Đấy. Bạn chụp hắn chỉ được có vậy thôi, chỉ được 1/200 thôi. Bây giờ các bạn có chỉnh kiểu gì nó không lên được, các bạn chỉ chỉnh được khẩu thôi này. Tốc là nó không cho lên nữa rồi. Các bạn nhớ nhá, vào đây này. Đấy, xong rồi vào xuống dòng dưới này. Bật nó lên, bật cái chữ 2 speed này lên này. Ok. Bây giờ các bạn nhìn này, cái đèn bình thường nó chưa hắn, nếu mà không cho hỗ trợ thì các bạn lan xuống khoảng tầm 1/200 là nó tắt cái chữ H này đi này, các bạn nhìn thấy không? Cái dấu sét này nó không có chữ H này. Các bạn lan lên trên 200 là bắt đầu nó sẽ hiện lên. Nó sẽ hiện lên một chữ H nữa. Đấy, tự nhiên là đứa là có nghĩa là cái đèn của bạn đã chụp được 2 speed được là hắn tự động nó mở ra. Còn các bạn lan mà nó lên đến đấy nó không cho lan nữa, nó không có chữ H này lên là có nghĩa là hắn không chụp chỉ chỉnh trên tốc độ cao đâu. Đấy, anh em nhớ chưa? Đấy, chỉnh bây giờ các bạn chụp tốc độ bao nhiêu cũng được, chụp thoải mái thôi. Đấy. Rồi, bây giờ lần nói chuyện tiếp đến cục trigger. Anh em để ý nhá. Bây giờ là cái trigger này. Cái đèn này các bạn mua là chờ từ chút, tháo đèn này, nó hơi khó nhỉ. Chờ chờ mình tí để mình tháo cái đèn ra cho anh em nhé. Bây giờ nha, mình nói này các bạn này, ví dụ các bạn đã mua cái cục trigger của Zuno giống như cái cục này này, có mấy cục xịn này mình không chả dùng, mình chả biết. Thì bây giờ các bạn có lắp vào trong cái cây đèn này đây. Thì các bạn cũng không đánh trên 200 nữa đâu. Các bạn đánh trên 200 thì nó sẽ sinh ra cái hiện tượng là nó có một cái vệt đen ngang ở dưới á. Các bạn thường chú ý, ví dụ các tốc độ các bạn càng cao thì cái vệt đen nó càng cao. Ví dụ là thường thường đây, thường thường là các anh em mà chụp xong thì nó sẽ có một cái hiện tượng như thế này này. Các bạn chụp tốc độ nó mà cho phép 2 bit á thì là cái hình của bạn nó sẽ sáng như thế này. Đây là hình sáng đều nhá. Còn nếu nó không, nó bị cho mọi tờ giấy đấy thì ví dụ đây là cái phần trắng đi. Các bạn tốc độ chụp lên càng cao hắn cho vận này, cái cục trigger này thì lúc đó sẽ không khó nữa. Các bạn lắp cục Zuno này vào chẳng hạn này thì lúc đó là các bạn lăn lên 8000 hay là 3000 4000 là hắn vẫn cho phép các bạn lăn. Nhưng mà khi các bạn chụp nó sẽ hiện tượng ví dụ như này này, tốc độ các bạn càng cao, ví dụ các bạn chụp 1/300 đi thì có một cái vệt trắng nhỏ xíu này, còn trên cái tờ giấy đây là cái hình trắng là hắn đủ sáng chẳng hạn, có hình người, còn dưới đây sẽ bị cái vệt đen giống như thế này này. Các bạn chụp tiếp lên cao nữa thì cái vệt đen này càng cao lên, các bạn chụp càng cao nữa thì nó sẽ mất luôn, đèn các bạn không đủ sáng là đèn cả. Còn nếu hắn đủ sáng thì chỉ sáng một nửa trên thôi, còn cái nửa dưới đây là hắn sẽ bị đen này. Các bạn chụp cốc càng cao thì cái nửa đen nó càng lên cao đấy. Vì thế các bạn anh em mua thì anh em nên để ý xem là hắn có hỗ trợ 2 speed sync không nha. Đó là chụp tốc độ cao ấy, thì mình thấy là giá rẻ mà phù hợp thì có cái cục của đốc này thôi. Anh em mua thì để ý mua cái này này, còn đừng có mua cái Zuno này nha. Cái Zuno này thì mua cái hàng cao cấp lên xíu, cái cục Zuno này hắn chỉ sáng đèn thôi cho các bạn thôi. Sáng đèn thôi, còn chụp trên 200 thì các bạn phải xịt khẩu lại chứ không chỉnh tốc độ cao được. Thế anh em để ý nha. Mình cũng thôi. Đến đây mình chia sẻ chút kinh nghiệm cho anh em vậy đến đây thôi. Còn giờ thì trên cái đèn này, trên cái đèn này anh mình chỉ nói tiếp anh em này. Đấy, trên cái đèn thường lúc nào hắn cũng hiện cái 2 bit này, cái chữ H đây này. Đấy, cái chữ HS này. Thường thường cái đèn là lúc mua về là hắn đã cho mặc định vậy rồi. Hắn bật cho các bạn rồi. Nhưng mà trên cái máy các bạn mua về mà các bạn nó không mở lên đấy, đúng cái chỗ này thì là thường thường là nó sẽ không đánh được đâu, chỉ đến 200 nó tự tắt đấy thôi. Thì thế là anh em mua thì anh em để ý cái chỗ đấy. Đấy, bật trong máy lên. Rồi hắn rồi đánh bình thường thôi.
và trigger nữa thì đấy, như vậy. Thôi thì giờ đến đây giờ nhá. Thân ái chào các anh em nhá. Giờ mình tiếp tục nói tiếp, các bạn quên mất trọng lại chỗ xíu là còn cái phần lợi thế của cái chủ quý cơ này nữa. Hôm trước thì ở phần 1 thì anh Thái có hướng dẫn cho anh em rồi, giờ thì mình tiếp tục chia sẻ cho anh em là cái phần tiếp theo này, là cái lợi thế của hai cục trigger này. Hai cục trigger này thường thường này, các anh em thì chỉ nghĩ là hắn chỉ độp hai speed với cái màn hình không quá thôi, nhưng mà thật sự là cái màn hình này vào thì nó rất lợi thế cho anh em ấy. Ví dụ là cái cục trigger này nhá, anh em lắp vào thì anh em không chỉnh được thông số gì cả đâu. Anh em muốn dùng thì các anh ví dụ để cái đèn cách xa mình 2-3 mét thì các bạn phải chạy ở đấy các bạn chỉnh cái đèn đấy thôi. Chỉnh như vậy thì nó hơi bất tiện, mà mình đâu có thể tính được ánh sáng tăng lên bao nhiêu là vừa. Thì thế là giờ thì mình đây hướng dẫn cho các bạn dùng cái cục trigger Godox này, 1X1 đây. Thì các bạn dùng cái cục này thì là trên đấy có màn hình này, nó chỉnh luôn được cái đèn này. Ví dụ cái đèn này là trên đây nó đang dùng hồi tối thế nhỉ. Đây, ví dụ anh em đang hiện 1/16 nhá, là ở kênh A channel 5. Thì trên đây là cũng channel 5 rồi này. Là kênh A thôi. Giờ thì mình ví dụ mình chỉnh cái kênh A của các bạn đi nhá. Mình chỉnh là 1/64 đi chẳng hạn. Mình nhấn ok các. Trên cái đèn này cũng lên 1/64 này các bạn này, đây này. 1/64 đây này. Hơi tối nhá. Bây giờ mình chỉnh đây. Nó lên 1 mình chỉnh nó chưa rõ giờ. Đây. Chờ mình chịu đây. Nó cũng là 1/64 đây, 1/64 đây anh em. 1/64 cộng 7 trên đấy, 1/64 cộng 7 này. Giờ mình chỉnh lại cho các bạn cần nữa nha. Đây, ví dụ bây giờ mình chỉnh lên 1/128 đi. Đấy. Đây cũng lên 1/128 luôn các bạn này. Đấy. Đây, đây này. Đây 1/128 luôn nhá. Đây 1/128 đấy các bạn thấy chưa? Ví dụ các bạn dùng, các bạn chỉ cần để cái đèn này một nơi rất xa, ví mẫu chẳng hạn, các bạn cứ đứng đây các bạn chỉnh chụp lúc sau nào các bạn thấy vừa sáng vừa siêu là được. Đấy là lợi thế của cái cục trigger này. Trigger này thì anh em cứ mua về thì là rất lợi thế. Các bạn chỉnh ví dụ hai cái đèn, ba cái đèn, bốn cái đèn các bạn trên đây có hết, trên đây có các kênh này. Ví dụ như là kênh A này, kênh B, kênh C này. Đấy. Các bạn chỉnh được rất nhiều kênh trên đây. Đấy, còn channel nữa. Đó, các bạn chỉnh được khá là nhiều đèn đấy, thường thường thì các bạn chụp thì chắc tầm 3 cái đèn chứ mấy. A, B, C là các bạn thoải mái rồi. Đấy, cái cục trigger đấy. Đấy, thôi mình thì giới thiệu anh em chút vậy thôi nhé. Giờ thôi kết thúc video. Thôi tạm biệt anh em nhé. Anh em dùng thì cứ mình cũng có cái đèn của Canon rồi, nhưng mà dùng thấy là khả giá đồ của chính hãng nó đắt quá. Giờ hôm nay chia sẻ chút kinh nghiệm dùng đèn với đồ dĩa mà chất lượng thì anh em cứ gu đốc anh em dùng nhá. Mình thấy dung nô thì chất lượng nó sọc sạch lắm, không bằng gu đốc. Anh em cứ gu đốc dùng, mình thấy chất lượng khá tốt ạ. Anh em